Chào các bạn nhé. Hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn cách để làm nhận được 0.01 token before balance forever. Thì một số thông tin về cái đồng token này, số tổng cung phát hành chỉ có 200.000 thôi. Đã có 348 tài khoản holder và đã phát sinh 818 lượt giao dịch nhé. Ok, thì đầu tiên các bạn cũng truy cập vào link website clama.net, mình truy cập lấy thông tin được mình để dưới mô tả video nhé. Sau khi bạn đã vào được website thì các bạn làm theo hai bước hướng dẫn trên website cho mình. Bước 1, các bạn sẽ check contract. Các bạn có thể sử dụng nút copy contract nhanh ở đây nhé. Sau đó quay sang ví MetaMask hoặc ví chốt Relay của các bạn nhé. Các bạn thêm được chỉ token nào vào ví giúp mình nhé. Ví hiệu VIFO token 9 nhé, tiếp theo nhé, tên token. Sau khi đã thêm được địa chỉ token vào ví, các bạn quay trở lại website clama.net, truy cập vào bước 2, cái đường rút gọn đây để nhận token nhé. Rồi, các bạn có số phần bên dưới này giúp mình, nhấp vào đây Gram Adrop thì trong cái việc là yêu cầu máy bay đi nhé. Rồi, nó sẽ chuyển sang một trang giấy mới để các bạn kéo xuống bên dưới này giúp mình. Đây, các bạn nhấp vào đây giúp mình nhé, Adrop. Rồi, ở đây các bạn có thể bỏ ra một số vốn nhỏ là 0.01 BTC mua cái đồng này để sở hữu ít nhiều được tài khoản được sau nhé. Rồi các bạn ra tiếp tục lại nhấp vào Clam Adrop cho mình. Đây là cái tôi ví các bạn nhấp tiếp theo kết nối. Khi ra là 0.00565 BTC các bạn nhấp, mình nhấp xác nhận cho mình nhé. Rồi giao dịch đang được xử lý. Các bạn nhớ thường xuyên theo dõi site clama.net nhé để cập nhật những dự án miễn phí và thưởng thức phần mới nhất nhé. Ngoài ra nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch các sàn như Binance, bạn có thể vào đây để đăng ký hưởng 10% phí giao dịch trọn đời nhé và nhờ tài khoản giao dịch các sàn nổi tiếng khác trên đây. Các bạn lưu ý cái cột bên cánh tay phải là những dự án sắp kết thúc. Nếu các bạn chưa có tham gia, bạn hãy vào đây để nhấp vào nhận token đây để tham gia nhé. Và copy các con sắc này gắn vào cái ví của bạn nhé. Rồi, mình đã hướng dẫn các bạn cách khả năng nhận được 0.01 đồng before. Thì các bạn có thể ủng hộ kênh bằng cách đăng ký kênh và bật chuông thông báo để cập nhật những video mới nhất nhé. Video xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem video nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.